Chương trình kinh doanh online Thúy đột phá dành cho các chủ đại lý Thúy. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ Thúy, nhà đào tạo kỹ thuật kinh doanh online. Sắp tới tôi tổ chức một cái chương trình kinh doanh online Thúy đột phá dành cho chủ các đại lý. Chương trình này không dành cho người chăn nuôi. Trong chương trình này bạn sẽ học được quy trình bán hàng tự động, cách xây dựng mô hình kinh doanh online đột phá, cách làm sao mà các bạn có thể tăng ngay doanh số tại phòng học. Tất cả những cái công cụ tôi đang sử dụng tôi sẽ chia sẻ với các bạn, để các bạn có những cái tư duy chiến lược, có những cách làm, có những cái tấm bản đồ để các bạn có thể kinh doanh thành công và không bị mất năng lượng. Tôi cũng từng là một chủ doanh nghiệp, và công việc kinh doanh của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà tôi vẫn dùng theo cách cũ, đó chính là kinh doanh truyền thống. Và cái độ phủ của tôi chỉ được một xã là cùng thôi, hoặc một huyện là cùng, không thể phủ rộng được. Và trong chương trình kinh doanh online đột phá này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể kinh doanh khắp cả nước mà không sợ va chạm với một ai. Các bạn sẽ có những hướng đi riêng. Và trong cái chương trình này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tăng động lực trong công việc kinh doanh, cách để xây dựng đội nhóm tuyệt vời, và cách bán hàng cho khách hàng mà khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của hàng hóa. Trong vòng 90 ngày, nếu mà doanh số của các bạn không tăng được gấp đôi, tôi đang nói doanh số tiền mặt, tôi không nói doanh số bán chịu. Doanh số tiền mặt của bạn không tăng được gấp đôi, bạn hãy nói với tôi một câu, tôi sẽ trả lại tiền học phí cho bạn. Chương trình này tôi vẫn bán trên thị trường với giá 19.868.000. Ưu tiên cho hôm nay ai đăng ký sớm được mua với giá 3.868.000. Và các bạn sẽ được tôi coaching 1-1 trực tiếp, để khi nào các bạn có kết quả thì thôi. Còn chần chừ gì nữa, hãy comment ngay vào dưới video này chữ tôi và đến với khóa học tuyệt vời này. Chương trình này giá ưu đãi chỉ dành cho ngày hôm nay thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video clip của Xuân Trịnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kinh doanh online Thúy đột phá tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Xin cảm ơn.